Xin chào tất cả các anh chị và cô dì chú bác. Hôm nay em là Vân Nam. Và hôm nay thì mấy ngày nay thì trời ở trên Ngọc Hồi Kon Tum mưa khá là nhiều, vì vậy nên là hàng hóa cũng không có được bao nhiêu. Hôm nay em về được ít mặt hàng như sau. Đầu tiên đó là giả hạt. Em có hai lô giả hạt gãy dập, mỗi lô giá là 300, gồm có 10 mầm. 10 mầm này thì gồm có những mầm cũng khá là đẹp, giống như mầm này các anh chị. Ngọc nguyên vẹn không có bị sao hết. Mầm này thì lá hơi vàng nhưng mà thân cây rất là dài nè các anh chị đó. Những cái mầm gãy dập này dài lắm, dài khoảng hơn 20 hết các anh chị, nhưng mầm này nè ok, không có sao hết. Em này thì lá xấu nhưng mà thân còn nguyên vẹn. Lô này, trong cái lô gãy dập này chỉ có một em hồi nãy em thấy là bị gãy ngọn thôi, còn đâu các em khác là bình thường không sao hết. 10 mầm giá là 300 các anh chị. Lô bên này cũng như vậy, những cái em rất là đẹp như thế này cũng cho vô gãy dập, thì mình thấy lá của nó không được đẹp bằng những cái bạn đồng trang lứa của nó nên cho vô gãy dập. Như em này lá cái thân rất là dài nè các anh chị, em này cũng vậy. Lô gãy dập có một số em thì lá hơi vàng vàng như thế này tí xíu thôi. Lô gãy dập này là 10 mầm giá là 300 các anh chị, dài hơn 20 á, 20 25 cm. Tiếp theo hồi em có kiến 70, như thường lệ thì dài trên 15 cm. Đây là kiến 70 ngày hôm nay. Cây kiến 70 này chắc cũng phải dài được 30 cm ấy, 25-30 cm. Đây các anh chị xem qua kiến 70 của ngày hôm nay ạ. Đây là hai mầm nhé các anh chị. Rồi, đó là kiến 70. Em này lá rũ nhưng mà thân cây mất và khỏe đẹp. Đây kiến 70 rất là xanh và đẹp ạ. Kiến 70. Rồi, tiếp theo là em có kiến 40. Bình thường em bán kiến 50 là dài từ năm hơn 5 cm, nhưng mà em này thì dài hơn 5 cm hết. Nhưng mà em cảm thấy là em này thì cũng đẹp này, như kiến 50 bình thường, nhưng mà nhìn chung cả lô em cảm thấy không đẹp bằng những lô ngày hôm trước ấy. Nên thôi em bán 40 thôi chứ em cũng chả bán 50. Đây, lâu lâu về được những cái lô hàng không đẹp thì tuy là mình vẫn nhập cái giá đấy nhưng mà mình cũng bán rẻ cho khách. Như em này rất là đẹp đúng không các anh chị? Đấy, vì lâu lâu cũng phải nhập được những cái lô hàng không đẹp thì cũng đó là cái rủi ro mình phải chịu thôi, chứ cũng chả có vấn đề gì cả. Kiến ở dưới này là kiến 30 các anh chị ạ. Kiến 30 dài độ khoảng 4-5 cm gì ấy, cũng khá là chắc khỏe, chỉ có vài mầm thôi các anh chị. Kiến 30 này giống như em, kiến này rất là đẹp, chỉ có vài mầm thôi. Kiến 30 ạ. Kiến 30. Rồi, em có Nghinh Xuân. Nghinh Xuân thì hôm nay là Nghinh Xuân nhỏ khoảng 20 cây một ký, em cũng chưa đếm nữa nhưng mà chắc khoảng đó, giá là 350 một ký. Đây là Nghinh Xuân nhỏ, nhỏ xíu xíu. Các anh chị để ý nhé, Nghinh Xuân rừng ấy, bây giờ thì Nghinh Xuân rừng các anh chị để ý, lá của Nghinh Xuân rừng nó không bao giờ mà đều như là Nghinh Xuân trồng. Vì một số bây giờ em thấy có một số trang bán hàng người ta lấy nghinh xuân trồng ấy, nhưng mà người ta lại giới thiệu là nghinh xuân rừng ấy, thì em sẽ giúp các anh chị phân biệt như sau. Bây giờ này các anh chị nhìn này, lá không đều, có lá to lá nhỏ, lá nó không bao giờ đều tăm tắp và lá nó sẽ hay bị tổn thương, hay bị một số vấn đề giống như là bị sâu đục này, hoặc là đây bị một số vấn đề như thế này, nó không bao giờ mướt được như là cái nghinh xuân trồng đâu. Nghinh xuân trồng ấy các anh chị để ý là các anh chị sẽ thấy lá đẹp lắm, không bao giờ có vấn đề gì hết. Đây nè, lá của nghinh xuân trồng nè. Và nghinh xuân trồng thì một vài anh chị phân biệt bằng cách nói là nghinh xuân rừng thì cái màu xanh của nó là xanh xanh đậm như thế này, còn nghinh xuân trồng thì cái màu của nó là vàng vàng. Thì không đúng đâu các anh chị, bởi vì tùy vào cái vùng mà điều kiện mà cái khí hậu mà cây sống ấy, có những chỗ nắng nhiều nắng ít thì cây nó sẽ có màu vàng hay là màu xanh thẫm ấy, thì cái đó là tùy vào điều kiện ánh sáng thôi. Nhưng mà cơ bản thì nghinh xuân trồng á, nghinh xuân trồng thì nó xanh nó mướt lắm, và các anh chị để ý cái bộ rễ của nó phát triển rất là mạnh, rất là dữ dội, nó không có cái kiểu mà teo teo nhỏ nhỏ như là rễ của nghinh xuân rừng đâu. Và rễ của nghinh xuân trồng, bởi vì người ta trồng xong người ta bóc vườn ra người ta bán á, thì cái rễ bao giờ nó cũng mới hơn là cái rễ của nghinh xuân rừng này. Các chị nhìn rễ nghinh xuân rừng có nhiều rễ nó teo tót lại, chứ nghinh xuân mà nhà trồng á, cái rễ của nó to lắm và nó cực kỳ mướt luôn. Rồi các anh chị để ý lá, các anh chị cũng thấy nè, lá nghinh xuân rừng bao giờ nó cũng không có đều và nó sẽ có một cái số tổn thương nhất định ở trên bề mặt của lá, không bao giờ có
tăm tắp đều mơn mởn cả. Thực ra thì nghênh xuân trồng thì cũng đẹp cũng tốt thôi chứ chả có vấn đề gì, nhưng mà người bán cũng nên nói rõ nguồn gốc để cho người mua họ biết rõ nguồn gốc của cây thôi. Nghênh xuân trồng thì em thấy cũng đẹp, có điều là sức sống của nó thì không có bằng những cái loại cây rừng thôi. Đây, nghênh xuân hôm nay giá là 350 nha các anh chị. Nghênh xuân nhỏ có một vài cây rất là đẹp nhưng mà bị lẫn xuống phía dưới rồi, em không có moi lên giới thiệu được. Hôm qua em bán còn sót lại một bụi trúc Phật Bà, giá em hôm nay em bán 150 thôi, hôm qua là bán 170 á, bởi vì khách đặt xong xong rồi khách hủy mà em quên mất. Rồi giả hạt bây giờ em có những cái lô giả hạt như sau. Lô đầu tiên là lô giả hạt 200, gồm có hai dề, mỗi dề 200 các chị. Đây ví dụ như dề này là giá là 200, gồm một mầm dài khoảng, để em đo xem, đây là gạch nhà em nhé, dài khoảng 60 và một mầm dài khoảng 35 gì đấy. Em này thì ngắn hơn nhưng mà thân cây thì khỏe hơn. Hai dề này mỗi dề gồm có hai mầm và giá một dề là 200 các anh chị. Điện thoại hơi mờ chút các anh chị thông cảm. Tiếp theo là cái lô mà 300 một dề, em có 4 dề. Ví dụ như dề này là 300 thì các anh chị chỉ có một mầm xanh thôi và thân già, nhưng mà dề rất là to đẹp và cái mầm xanh rất là chắc khỏe các anh chị ạ. Cầm lên thấy mầm xanh rất là chắc khỏe và thân già mà. Các anh chị nhìn thân già đã thấy thân già đẹp rồi. Thì cái mầm xanh chắc tay cực kỳ luôn á. 300 ngàn thôi nhé, 300 ngàn. Tiếp theo là những cái dề 300 thì gồm có, như dề này thì gồm có 2 mầm giá là 300 các anh chị. 2 mầm giá là 300 thì 2 mầm đẹp, xanh mướt và dài độ khoảng 40-50 gì đấy. Em này cũng tương tự, 2 mầm 300, thân cây rất là mướt rụp phải ra. Rồi, mầm này cũng vậy. Dề này cũng vậy, giá là 300 các anh chị nhé. 300 khá là đẹp. Và em có cái dề mini này gồm có 5 mầm xanh, em cũng bán giá là 300 luôn. 5 mầm này dài chắc độ khoảng 15-20 gì á, 300. Tiếp theo là em có lô 400, em cũng có hai dề 400. Như em này nè, 400. Hai cây rất là đều nhau, dài khoảng được 50 và cây cực kỳ chắc khỏe luôn các anh chị. Các chị xem, hôm nay em quay trời tối mưa nữa nên hơi mờ, các anh chị thông cảm. Đây em này cũng 400, đây 400 rất là dài độ khoảng được 60 á, ngọn cây cũng rất là đều, 400 nhé các anh chị, có hai dề thôi ạ. Rồi tiếp theo em có lô 500 4 mầm, gồm có 3 lô 500 và được 4 mầm các anh chị. Em này thì đẹp rồi, 4 mầm đây. Em này thì cũng thân cây rồi đồ cũng còn nguyên vẹn, lá thì hơi rũ. Hai em kia thì có một em này cũng rất là thẳng và đẹp nè. Em này lá thì hơi rũ, bán luôn 4 mầm 500. Lô này cũng vậy, 4 mầm 500 các anh chị ạ. À, đây, như cây này rất là mập mạp nè, các anh chị xem nè. Em này lá thì hơi rũ. Rồi 4 mầm 500 tiếp, em này thì gồm những cái cây rất chi là mập mạp, ngắn nhưng mà mập mạp và khỏe mạnh. Đây, em này cũng vậy, trong có dề luôn, mầm đơn mà có dề luôn. Hai mầm này đẹp, hai mầm này chung một dề nè các anh chị. 4 mầm giá là 500. Rồi em có lô 3 mầm giá là 500. 3 mầm giá 500 thì nhỉnh hơn, mầm dài hơn. Đây các anh chị xem, mầm dài hơn, mầm dài độ được khoảng 50 á. Đây giống như hai mầm này cũng dài và khỏe, các chị nhìn lá này, dài và khỏe. Em này cũng vậy, cái ngọn cây cong phong thẳng. Em này cũng vậy, 3 mầm. Mầm này lá hơi xấu thôi chứ thân cây thì khỏe lắm. Rồi em này là có nguyên một cái dề luôn, nhưng mà dề này hai mầm thì lại bị gãy mất. Em này lại bị gãy ngang mất một mầm thì em trả tính cái mầm này. Đây lô này cũng 3 mầm, giá là 500 các anh chị nhìn nhé, rất là đẹp. Rồi em còn được một ít hoàng lan, giá là 200 một ký. Các anh chị nhìn hoàng lan cái củ nó mập ui luôn, cái bụi này có cái củ mập ui luôn các anh chị nè. Mấy bụi này thì củ lại dài. Hoàng lan 200 ngàn một ký. Rồi hôm nay em muốn khoe với các anh chị một chút xíu về lan nha. Đây cái lan này là cái lô hôm qua mà em nói trả về rồi em đem ra em trồng ấy.
Thì hôm qua em đem ra em treo lên thì em mới phát hiện ra cái này. Đây các chị nhìn bụi này nhá. Thân già đã teo tóp hết cả rồi. Và đây trên một cái thân già cực kỳ mỏng manh và teo tóp này thì em phát hiện ra là đã mọc lên một cái kỳ mới, nhỏ xíu xíu xíu. Đây các chị xem, chắc độ được khoảng nửa cm thôi. Nhỏ xíu xíu và rễ rất là mạnh, rễ rất là dài. Và cái em kỳ này á thì nhìn độ dài của nó thì nghĩ là nó mới nhú lên cỡ vài ngày thôi. Và các chị thử nhìn thử cái thân già này nhé. Nếu như mà bình thường cái thân già này thì không ai nghĩ là cái thân già này có thể ươm kỳ được nữa. Nhưng mà các chị nhìn này, thân già cực kỳ mảnh luôn. Và trên cái thân già, nhìn kỹ cái thân già là sẽ thấy những cái đường này, đường viền này mà nó in hẳn rõ là cái thân già đã teo tóp lắm rồi. Và cái chỗ mà tiếp xúc giữa thân già và cái chỗ rễ này các chị, nó đã bị gãy rồi. Nó chưa đứt lìa hẳn nhưng mà nó cũng đã bị gãy rồi các chị ạ. Nhưng mà nó vẫn có thể là mọc lên một kỳ mới này. Các anh chị thấy sức sống của lan không? Và tại sao những cái thân như thế này, những cái thân mập như thế này nó lại không mọc kỳ mà lại mọc kỳ ở những cái thân teo tóp như thế này? Bởi vì những cái thân mập này này các anh chị vẫn còn có thể duy trì được để chờ đến cái điều kiện thích hợp để cây phát triển trở lại, xanh tươi cho ra lá trở lại, nên là sẽ không có mọc kỳ. Còn thân già này giống như là bây giờ không thể nào xanh tươi trở lại được nữa rồi. Hơi thở cuối cùng rồi đó, nên là nó sẽ cố gắng hết sức để mà nó tạo nên một cái mầm sống mới. Đây các anh chị nhìn xem, rễ rất là dài nha. Và vì vậy nên các anh chị thấy là sức sống của lan rất là tốt luôn. Nhiều anh chị mua lan thì cứ sợ là những thân già ươm không lên kỳ hay là sao đấy, thì em nghĩ là các anh chị lo sợ quá hoặc là chú trọng quá nhiều về kỹ thuật thôi. Chứ mà bằng chứng thực sự là các anh chị thấy là những thân già như thế này vẫn cho lên kỳ được bình thường. Rồi em tiếp có một ví dụ nữa về mầm trầm này. Các anh chị nhìn mầm trầm này nhé. Ôi giời ơi, cái mầm trầm này á thì em sẽ không dám bán cho các anh chị đâu, đúng không? Này các anh chị nhìn này, cái thân của nó này, thân già của nó đã không còn là gì rồi, đã thối mục ra rồi nè. Đây, cái thân này còn chắc một chút nè, nhưng mà cũng đã gãy rồi nè. Rồi cái thân này thì còn khỏe một chút và nhú lên một cái mầm ở dưới gốc này, nhưng mà bị gãy rồi. Bị gãy là do em làm gãy á. Và những cái thân vô cùng teo tóp rồi, các anh chị nhìn thân này nha. Sắp lìa khỏi đám bạn của nó luôn rồi. Thế mà vẫn mọc lên một cái cây xanh này. Các anh chị thấy cây xanh không? Vẫn mọc lên một cây xanh này. Hai đầu đã teo tóp lại và nói chung là nó dồn cái dinh dưỡng vào ở giữa này nè. Ở giữa chưa bị teo tóp các anh chị ạ. Và mọc lên một cái cây xanh mới này. Và các anh chị nhìn thử cái mầm này thì các anh chị đoán thật là nó mọc lên được khoảng vài ngày đúng không? Trên một cái thân già mà mình nghĩ là nó sắp lìa đời đến nơi rồi, nó thối mục như thế này rồi mà nó vẫn có thể cho ra kỳ nè. Vì vậy nên là khi mà em bán hàng á, có những cái về ví dụ như trúc Phật Bà hay trầm mà nó không còn mầm xanh nữa, nó chỉ có thân già thôi, em vẫn bán. Bởi vì những cái đó các anh chị vẫn có thể lên kỳ được. Và khách hàng nào mà mình muốn mua những loại đó thì khách hàng mua. Còn khách hàng nào muốn mua những cái loại mà có thân xanh thì khách hàng mua thôi. Còn vấn đề mà về chuyện sức sống của lan thì em đã cho các anh chị những cái bằng chứng chân thật nhất như thế này, để cho các anh chị thêm niềm tin vào cái sức sống mãnh liệt của cây lan nhé. Và khi mà trồng lan thì nhiều anh chị cũng hay hỏi em về nhiều kỹ thuật này nọ. Thì thật sự thì em nói thật là em chả làm kỹ thuật gì đâu, em cũng chẳng biết gì về kỹ thuật cả. Vì em trồng lan đơn giản thì anh chị hiểu được là đặc tính của cây lan nó như thế nào, trong tự nhiên nó cần cái điều kiện sống như thế nào, thì mình cố gắng là mình duy trì cái đó cho cây lan thôi. Còn em nghĩ là mình trồng làm sao mà cho cây lan nó gần gũi với thiên nhiên nhất càng tốt. Bây giờ mình phân thuốc nhiều thì đôi khi cũng tốt thôi, nhưng mà như vậy cây lan nó quen trong một cái điều kiện quá tốt rồi, nhiều khi nó gặp dịch bệnh hay gì nó lại không có sức để chống chọi lại được. Nhưng mà trong thiên nhiên đấy, đâu cần có phân thuốc gì đâu, cây lan vẫn phát triển rất là tốt. Nên nhiều khi các anh chị trồng cây lan thì cũng đừng có nên nuông chiều cây lan nhà mình quá. Ví dụ khi mà cây đã khỏe mạnh rồi thì các anh chị thử thay đổi nhiệt độ, thay đổi điều kiện sống cho cây một chút, để cây bắt đầu có khả năng là thích nghi với những cái điều kiện khắc nghiệt hơn chẳng hạn. Các anh chị thử làm như vậy thì cái cây lan của các anh chị sau một thời gian nó sẽ có khả năng gọi là thích ứng cao hơn. Còn mình chăm sóc, mình phân thuốc nhiều quá thì sẽ có được một cái cây đẹp, nhưng mà sau khi cái cây đó bóc đi hay là trồng đi hay là gặp một cái điều kiện gì đấy
thì đôi khi cây sẽ không sống tốt bằng những cái cây mà không có được chăm sóc nhiều ấy. Thì đó chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi. Quan điểm cá nhân của em là trồng lan làm sao mà mình thiên về những yếu tố tự nhiên nhất càng tốt. Còn mỗi người thì có một cách trồng, còn em cũng chỉ chia sẻ một chút như vậy ở dưới góc độ của một người mà cũng gọi là yêu thích lan thôi ạ. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi clip ngày hôm nay của em ạ. Chúc các anh chị có một buổi chiều vui vẻ nhé.